Ai ra quay hộ cái. Ai ra quay phim hộ cái. Thanh ơi, ra quay anh cái. Ai? Mới vào phát nhiệt quá nhỉ? Bên kia kìa. Anh ơi bóng non để xem bảo để thay bóng nhá. Bóng có non không? Chỗ anh Hùng đang có quả bóng kìa. Em còn hai quả bóng nữa. Bóng này hơi nhẹ. Đổi bóng không? Em thấy cần đổi bóng không? Đổi bóng ra, ừ, anh Hùng ném quả kia vào. Ôi kìa. Bên quay phim anh. Chào khán giả có cách quá. Xin chào mọi người nhé. Độc thế. Ok.
đá cắm đi, Huy về đá một vài một nửa sân. Hỗ trợ đến giữa là được rồi. Thảo đá cao nhất nha. Thảo đá di chuyển bên trên đi. Tôi đây, tôi đây. Đá di chuyển rộng ra với hai bên em ạ. À. Em đá cao nhất. Từ từ nhá, từ từ thôi. Kìa kìa. Út. Coi đi, coi đi. Em. Bỏ đây, bỏ đây. Em ơi, tôi quay cho người ta thành người. Thành người nha, thành người nha. Thành người đi. Chân gần em ơi, phối hợp gần này. Thoải mái đây. Ô cảnh. Thủ tiếc hết giờ, góc kia thì góc kia thì nó mới chuẩn. Ừ.
Dạ. Có về sức. Không ngờ vào đấy bay đến chân mình được. Đúng rồi. Đẩy lên. Chân trái. Wow. Đá đi tranh nghiệp đá em. Quả đấy long truyền sớm, quả đấy rồi, đẹp hơn. Kiếm bắt anh đi. Này bắt này. Bắt khỏi đấy. Em Tuấn kia là giúp đá đội mình nhá. Thằng lên chơi nhỉ. Quý ơi vào, Quý. Đó là phết đấy. Lâu. Anh Quý ơi, em sớm em anh ơi. Cũng em à? Hả? Em anh rồi. Đâu bạn anh ở Biên mình ấy. Hả? Anh bạn Quý. 25. Lên đi Long. Lên đi Long. Long ép vào cho con đi. 13 rồi. 15 phút rồi. Không đều chạy lung tung. Ăn rồi. Xe người. Bắt rồi. Tốt, ăn luôn. Ôi trời ơi. Ông mình phải đứng cái này. Mày đi. Mày cứ. Này.
Một trận em đỡ này. Ủa. Vô lê. Đẩy về, đẩy về, đẩy về. Rồi tốt. Nghỉ hết hiệp đi.